Tình mình còn chút lưu luyến, em đã khuyên anh đừng đi. Đời nhẹ nhàng nào cũng tan biến, anh nhất tâm đổ màn chiều. Rồi miệt mài vào những đêm vui, bằng nhiều cuộc tình chỉ thoáng qua thôi. Rồi tan ta về giữa đêm khói, buồn hôm anh hỡi. Xin chào anh nhé. Tiếp tục trong clip này thì bên cửa hàng đang lên cho bác một cấu hình karaoke. Cái cấu hình này thì bác có thể ghép được rất là nhiều dòng loa, và đặc biệt là sử dụng dòng vang số cũng như những dòng mic. Những dòng mic này thì chất âm rất là hay. Mic Select M6, dòng mic thương hiệu đến từ Mỹ nhé. Đây là những dòng mic mà được phân phối nhập khẩu chính hãng ở Việt Nam. Với chất âm của nó khá là hay và giá tiền cực kỳ hợp lý. Với cái mức giá đầu tư 2.500.000 một bộ mic nữa nhé, bộ mic hàng chính hãng luôn, chính hãng, tiếng rất là ok. Vừa rồi em có test qua đoạn karaoke ở đây. Alo 56 alo 16 đi. Vang số thì hát nó rất là bay và nhẹ nhé. Bộ mic này giá 2.500.000. Chiếc vang này dòng vang BF Audio với nhá, V7, giá trên thị trường nó rơi vào tầm khoảng độ gần 3 triệu nhá. Gần 3 triệu, nhưng mà cửa hàng thì bán khuyến mại cho bác với mức giá nó tầm khoảng 2.300.000 thôi. Nói chung là mức giá cực kỳ hợp lý. Đẩy iMusic BA 1000, công suất 1000W một kênh, giá 3.800.000. Với những cái mức giá đầu tư này thì cả một combo bộ sản phẩm này các bác đầu tư mới có khoảng hơn 8 triệu, tầm là 8.500.000 mới nhá. Để loa thì có thể là ghép loa thì bên cửa hàng có rất là nhiều những dòng loa phân khúc từ hơn 6 triệu rồi hơn 7 triệu rồi hơn chục triệu đều có mấy nhá, đều có. Thì một bộ karaoke nó cũng có thể là trên 20 triệu hoặc là dưới 20 triệu tùy theo. Như những cấu hình như này thì một combo như này thì là giá là 8.500.000. Đó, nếu đẩy thì cũng có thể là những dòng đẩy hơn 2 triệu nữa thì giá nó chỉ còn tầm khoảng độ hơn 7 triệu thôi. Thì chúng ta có một bộ karaoke cực kỳ là hay mấy nhá. Lơ 56 đi 1 2. Hiện tại đánh 1 đôi 30 nhưng mà cái tiếng mic của nó rất là mạnh nhá, mạnh và bay, hát thì ngọt. Nói chung là những cái combo như này thì các bác đầu tư khá là ok, rất là ok. Vang số để dùng nó đảm bảo nhá, đảm bảo chúng nó tăng giảm được vang nhại đây, tăng giảm được cả nhạc, cả tăng giảm được mic. Và cái này thì sử dụng phần mềm X5 ấy nhá, X5 6 7 đi. Tiếng mic của nó thì ấm tiếng, sáng, bay. Tiếng nó rất là ấm và cái tiếng mic còn mạnh thôi nhá. Đẩy đà luôn. Tiếng đẩy đà, chống hú cũng khá là tốt. Để bác nào đặt hàng liên hệ sớm với em nhé. Để những cấu hình thì nói chung là lên demo cho bác những cấu hình cực kỳ hợp lý rồi. Ok, xin chào bác.